Bữa nay đổi không khí chút xíu nha. Bữa nay mình đi lấy trái mơ về cho cô bác mình xem cái trái mơ là như thế nào nha. Bữa nay là ngày 5 tháng 12 năm 2020 rồi. Còn tính theo âm lịch đó thì ngày 21 tháng 10 rồi, năm 2020. Thì sáng đi hái điện điển đằng kia rồi bắt đầu gặp cái trái mơ đó cô bác. Trái mơ nó rụng rồi. Thành ra giấc này mình chạy đây đắng. Mình lụm về, chứ này lụm về chứ không chọc nó, tại thấy nó rụng rồi. Không biết nó chín hay chưa, nhưng mà có thể nó chín rồi đó. Cái này mùa gió bắc lạnh lắm, khủng khiếp luôn. À, cái này là cây mơ nè cô bác, để mình quay toàn cảnh đây để cô bác mình tham quan nha. Ở phía trước mình là cây mơ đây, còn ở dưới này là cái con kênh. Cỡ này là nước nó giật nhiều lắm rồi, nhưng mà bữa nay nước rong á, thành ra nó hơi chả lại chút xíu. Đó, thì ở đây người ta bắt đầu người ta bơm, người ta xả lúa rồi đó cô bác. Đó. Ở phía sau của mình đây, và ở bên trong là một cây mơ nữa ở bên trong nè. Đó mình trồng mơ cũng nhiều lắm cô bác, cả chục cây rồi. Nhưng mà thời gian bắt đầu nó lai với mấy cây mít. Tới đây mình cũng có trồng mít cũng nhiều lắm. Cái thành ra mơ bây giờ mà nó muốn thành mít hết rồi. Chứ cây mơ đó, thì nó cái ruột của nó màu đỏ, chứ nó không có như trái mít. Nhưng mà trồng thời gian hình như nó thụ phấn chéo hay gì. Mà thành ra bây giờ trái mơ nó y chang trái mít luôn rồi. Đó cô bác mình thấy nè, trái khủng khiếp trái luôn nha. Đó, trái nè, mà trái nào cũng có sâu hết, cô bác mình thấy nè, trái này nào cũng có sâu hết, đây là báo hiệu của cái mơ sạch nha. Đó, trái bành bành không, trái gì là khoảng 7-8 kg đó cô bác. Ở trên nè, trái nhóc trơn luôn ha. Ồ, ghê gớm chưa, nhặt trái, cái này là mình chọc bỏ bớt rồi cô bác, một cùi gì là nó tới 2-3 trái lần. Nhưng mà để nhiều trái quá thì nó nuôi không nổi, thành ra là mình chọc cùi chừa lại trái. Mà cô bác thấy còn trái nhóc trơn vậy nè. Hiện tại giờ là khoảng 20 mấy trái đó cô bác. Trái dài xuống dưới gốc luôn. Rồi cái trái mơ mà nó rụng nè, cô bác xem nè. Nó rụng nè. Đó. Ôi, nó rụng nó muốn thúi luôn rồi. Để đem ra ngoài sáng cô bác thấy. Ngoài sáng mình đi ngang đây nè, mình thấy nó ao điên điển thì ở trong nè, cô bác xem nè, ao điên điển ở trong ha. Còn ở đây thì nó rụng xuống nè, rồi nè, nó rụng rồi nè, cái cùi nó khô rồi, chắc nó rụng 1-2 bữa trước vậy đó. Có chỗ thì thúi rồi luôn, mà nó mềm mập rồi nè. Trái mơ, trái mít mình thăm rồi biết chín đó, cô bác mình gờ nó mềm vậy nè. Còn ở chợ thì thường là người ta mà mơ với mít ha, là người ta không có chờ nó chín người ta mới bẻ đâu. Hơi già già là người ta đã bẻ rồi, bẻ về người ta vú ta vú rồi ta mới bán. Còn để mà cái kiểu mà chín gì nó dễ thúi lắm cô bác, bán không được. Thành ra mơ mít ở chợ rồi, nếu như nhầm mấy cái trái mơ mít mà ở vườn người ta đem ra người ta bán lẻ á cô bác, thì hy vọng mình mới được mơ mít chín cây. Còn nếu không á thì đa số là mình ăn những cái trái mà trái già, trái chưa có chín. Với ở đây một cái nữa là những cái mơ mít ở vườn mình trồng đấy cô bác, gần như 90% là cây nào nó cũng trái nào cũng có sâu hết. Cô bác thấy nè, có sâu nữa, có sâu lủng lỗ chưa. nó thiệt tình là gì đó, trái nào cũng có sâu chứ. Mà nói trái mít nào không có sâu là nó hơi hiếm, cũng có vậy nhưng mà nó hiếm lắm. Cô bác coi nè, trái nào cũng sâu nhóc trơn nè. Có sâu ít nhiều đó, tại đây là hoàn toàn không có miếng thuốc nào hết. Đó, mà người ta trồng thì không biết sao mà mình thấy bán ở chợ trái mít nó sạch bon rồi cô bác, không có miếng sâu gì chứ. Cái đó để hạ hồi phân giải chứ không biết làm sao nói nữa. Đó, cô bác thấy nè, trái nào cũng có sâu chứ. Đó, người ta nói treo những cái chai thuốc á cô bác, treo chai thuốc đó, thì nó không có sâu, nhưng mà rồi cô bác ơi, treo rồi treo rồi mà nó cũng có sâu à. Có nghĩa là mấy cái chai thuốc mà người ta xịt lúa rồi đó cô bác, nó còn có mùi thuốc trong cái chai á, cái mình treo lủng lẳng
nó hôi nó đựng lại ăn. Thế vậy chứ nó cũng ăn trơn à, nó cũng có sâu bình thường à. Bởi vì trừ khi là xịt thuốc thôi. Xịt thuốc vô cái trái đó cô á, để cho nó hôi nó đừng ăn thôi. Mà xịt thuốc á thì nó bị thuốc rồi. Thôi vậy chắc là mình xách vô nha. À, cái này là mít sạch hoàn toàn đó cô bác, mít sạch nha. À, trái này chắc khoảng 5-6 kg á. Rồi xách vô. Vô mình xẻ trái mít này cô bác xem. Trái mít ở vườn mình thì nhóc bây giờ đốn rồi hết rồi. Cái cỡ mà nhiều á cô bác, mình trồng trên 200 cây mít. Trên 200 cây mít là cái vườn vườn nhỏ đẳng đó. Mình trồng toàn mít không, nhưng mà bán không được cô bác ơi. Bán cho bò không. Rồi bây giờ mít có giá lại rồi đó. Chứ hồi trước không, quá ấy à. Bán không được. Mà nói vậy cho cô bác ơi, mít này chẳng ai lắm, bây giờ nó trồng mít Thái đó, nhưng mà có khi cũng bán cho bò ăn luôn. Có khi thì bán đắt lắm, có khi thì bán không ai mua. Nó bấp bênh lắm. Cái này trồng mà ăn chơi thì thoải mái, trồng để kinh doanh thì nó hơi khó. Ở trên đây có cái tổ ong nè, để mình quay tổ ong cô bác xem nha. Bỏ cái mơ xuống, thay đổi không khí chút xíu nha. Có cái tổ ong trên này nè. Đó, cô bác thấy tổ ong nha, để mình zoom lên nha. Đó, ong ruồi đó cô bác. Ủa, ong này già rồi, nó sắp bỏ đi rồi. Ủa, ong ruồi đó. Cái ổ ong này thì cái đường kính nó trung bình khoảng chừng 2.5 tấc. Ở đây là cũng có một tổ nữa nè. Đi quay cô bác mình xem nè, có một tổ ong nữa nè. Không nhớ đâu đây con tổ nè, mất rồi. Đây con tổ nè. Nhưng mà tổ ong này là tổ ong rồi dẻ cô bác ơi. Không mất tiêu rồi. Đây, bên này. Tổ ong lá, tổ ong dò dẻ gì á, đây nè. Nó không đụng vô cái nó quánh còn bộ xương không. Có thấy không? Ghê ha. Rồi. Thay đổi không khí chút xíu nghe, mình tranh thủ xẻ trái mơ rồi làm cơm nước rồi nữa. Rồi. Đất này trở lại câu chuyện của cái trái mơ. Thúi trơn rồi. Trên này làm cô bác nào xem cái video mằng thịt em mơ lần đầu đó, bây giờ coi lại này cũng tương tự với nha. Rồi để mình để cái máy ra rồi quay cô bác xem nha, để đâu cho nó rộng rộng chút xíu nha. Gì thế ha, quay cái máy qua này chút xíu. Rồi quay cái màn hình lại cái nữa. Này là xẻ nha. Xẻ chút. Vũ khí của mình đây cô ơi. Xẻ rồi bắt đầu sẽ bỏ mấy cái muối vô đây. Để cái dao sẽ để mình dính. Rồi, cái trái này nó hư gì không biết xẻ sao. Cái xẻ mà kỹ thuật mà để xẻ mít xẻ mà đồ có mình xẻ một đường xuôi ha, một đường chéo là hình chữ thập đó cô á. Để mình xẻ cho xem nha. Để mình nghe nha. Rửa dao để cho nó dính. Nó xẻ chữ thập lên rồi cô á. Chữ thập lên nè. Nó tách ra ha. Rồi mình mới xẻ từng cái miếng nhỏ nữa. Cái gì thấy không ta? Gì nè, mình mới xẻ từng miếng nhỏ nhỏ ra nữa nè. Gì mà thấy nè. Nhỏ nữa nè.
Vậy thì mình phải lấy cái cùi nó ra được. Cái mơ mà cô bác thấy bây giờ nó lai thành cái mít rồi, đâu còn cái mơ nữa. Xuống trên sẽ vậy đó cô bác, nếu như trái mít hoặc là trái mơ của mình mà nó còn nguyên ha, là khi mình lấy cùi xong mình ốp lại là đúng thịt như là trái mít của mình chưa xẻ gì đó. Xẻ gì, mình xẻ một đường ngang rồi xẻ nhiều cái đường xuyên nữa, nhỏ nhỏ gì nữa nè. Này mình lấy cùi nè, muốn nước ra để giảm cùi nha, anh biết máy quay phim quay có dính. Cái mơ á là cái thịt nó đỏ cô bác ơi, chứ không có vàng gì đâu. Hồi đó mình trồng mấy cái trái đầu tiên á là nó thịt đỏ này. Từ từ rồi bây giờ nó vàng nhím nè. Vàng này là thịt của mít, cái muối của nó cô bác. Cái muối của nó là nó màu đỏ, nó đúng nó đỏ đỏ chứ nó không có vàng gì. Trồng biết rồi bây giờ nó la với mít đó cô bác, lại trước á nó mít nhiều á, cái bây giờ cái cây nó đột biến gen hay gì rồi đổi gen rồi thành ra bây giờ cây mơ mà nó thành cây mít rồi, không còn là mơ nữa. Hồi cái thời gian đầu á là cái muối của nó đỏ đỏ đỏ, không biết có gì đâu. Gì nè cô ơi, nó đỏ gì nè, cái muối của nó hơi đỏ đỏ gì nè, nó đỏ vàng gì nè, chứ nó không có vàng vàng tươi gì, nó hơi đỏ đỏ gì nè đó. Hồi đầu á nó đỏ đỏ gì nè, bây giờ nó vàng gì nè. Nhiều khi cô ác nói người này nó nói dốc vì cái này chết thích với cái mơ, nhưng mà thật sự là mơ, mơ bây giờ nó ra hết. Cũng giống như hai vợ chồng đó cô bác ơi, không chồng da đen và vợ da trắng, cho mẹ với con ra sao cô. Có khi thì nó ra da đen, có khi da da trắng, nhưng mà thường nó ra cái da lợ lợ của nó thôi, da bánh mặt. Cái da bánh mặt của nó da lợ lợ. Rồi mình ăn thử nha, thử cho mình coi coi nó ngon hay không nha. Mình ăn thầm thầm được ăn quá lộn. Chỗ này xin lỗi, không thấy cái máy quay đâu, đây chú đó đó. Chết rồi, quay ngược cái mic rồi, xin lỗi nha, quay ngược cái mic nãy giờ chắc nói chuyện không nghe cho rồi. Để mình quay cái mic lại nha. Rồi, xin lỗi cô bác ơi, nãy giờ quay ngược cái mic lại sao, thành ra cái giác cầm cái máy quay á thì nó xuôi hướng, còn bây giờ mình đứng ở trước cái máy quay thành ra là nó ngược hướng cái mic rồi. Xin lỗi nha, nãy giờ chắc nói chuyện không nghe hết trơn rồi. Chắc này phải nghe nè, sơ ý ha. Dạ quá. Một giờ nói lại đi cô bác ơi. Thì nói lại nha, nãy không biết có nghe gì không. Thì cái trái mơ á, thật sự á cô bác, là cái muối của nó vàng mà vàng hơi đỏ gì nè, để đây mới trúng nè, không biết cái ống kính của ấy đâu. Nó hơi đỏ vàng gì nè cô bác, mới đúng là cái trái mơ. Nhưng mà sau khi mà trồng một thời gian đó, nó lai với cái trái mít. Trái mít thì cô bác biết muối nó vàng gì nè, cái thành ra bây giờ nó lai qua bên cái cây mít, cái bây giờ cây mơ thành ra cái muối nó vàng. Thành ra bây giờ cô bác nó nhiều khi nó dốc, cái này là mít chứ mơ gì. Nó y chang trái mít, nhưng mà nó khác cô bác ơi. Giác đầu nó khác. Khoảng cái thời gian mà có trái lần đầu tiên ha, là nó vàng vàng, đỏ đỏ vậy nè cô bác. Nhưng mà từ từ viết rồi nó vàng ống vậy nè. Rồi cái trái mơ nó khác với trái mít nè cô bác ơi. Nè, cái da của nó phẳng lì nè cô bác. Nè, còn cái trái mít đó thì da, cái gai của nó nhọn ra vậy. Thường á nha, nhưng bây giờ người ta có một số loại mít là da nó cũng phẳng lì gì luôn à. Thành ra cái yếu tố này là không có xác định được. Nó cũng hơi khó, nhưng mà để mình phân tích để cho cô bác biết nó khác, hồi đó nó khác là sao. Nhưng mà bây giờ thì theo thời gian, bây giờ người ta lai tạo có rất nhiều loại mít, có những loại mít ở trong nó vàng nữa, nó đỏ nữa, nó đỏ mà đỏ sậm á cô bác, như hồi nãy vậy đó ha. Thành ra bây giờ cũng rất là khó phân biệt luôn.
Bây giờ mít cũng như mơ cũng như mít rồi, cũng hơi khó rồi. Nhưng mà trái cây mình trồng này là đó là cây mơ, cái trái bự là cũng khoảng 20 kg luôn cô á. Trái bự là phải giác trên vai đó, nhưng mà cái điều kiện là mình phải để trái ít nha, để trái nhiều là nó không có bự được. Rồi chắc này mới lấy muối ra nha, thì để mình review lại cô bác ơi. Hồi nãy gì đâu mà trời ơi, mấy cái muối này nó dày quá lắm. Đó. Nè, review lại cái sản phẩm của cái trái mơ. Đây nè cô á, ống kính ở đâu không biết. Đây, muối mơ nè, nó thấy ha, đó, dính mũ tùm lum nè. Đó, cho mình ăn thử ra. Nó ngọt mà nó ngọt thanh cô bác ơi, không đến nỗi quá gắt nhưng mà không có đến nỗi lạ. Nó ngọt vừa ăn dữ lắm luôn. Giống như cái bánh đó cô bác, ăn ngọt quá ngán, mà ăn mặn quá thì ăn không vô. Nó vừa lắm, cái mơ này ăn thật sự rất là vừa miệng luôn. Cái thịt của nó mềm á cô bác. Thịt của nó mềm lắm. Mình lấy thêm một muối nữa. Nè cô bác thấy nè, cái muối của nó chín tới rồi. Nó không có dạng mà ăn sồn sột. Tại vì nhiều khi với cô bác ơi, mình ăn có mấy cái trái mít mà lại nhà có ai có đó, người ta đưa mình ăn rồi đó, thử đó. Hoặc là mấy trái mít ở chợ rồi đó cô bác, ăn nhiều khi nó sồn sột. Còn cái này nó mềm mà nó không đến nỗi mềm quá nhão nhạt ăn cũng không ngon. Mà cái này nó vừa chín vừa ăn đó cô bác. Ăn vô nó ngọt. Rồi, chắc là mình bỏ vô thau ha. Bỏ vô thau, bỏ tủ lạnh ăn dần. Hoặc là mình để lên cái ngăn đá cô á, ngăn đá cho nó đóng thành đá cứng giống như là kem mà mình ăn nó sực. Đã lắm, nó có bao một cái lớp đá ngoài ăn đã lắm. Cái trái này thì nó hơi chín quá rồi, phải sớm một bữa nó là vừa. Mình không hay, nó rụng hồi nào không hay luôn. Cái trái này thì nó do gió máy rồi cô bác, rồi nó rụng. Chứ thường thì nó cũng khó rụng lắm, tại mấy bữa trước gió quá lớn rồi nó rụng. Mà trái này được cái ăn rất là ngon, không phải trái nào ăn cũng ngon đâu cô bác ơi. Có mấy trái mít đó ha, mình ăn á là nó sồn sột là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái vị ngọt của nó ngọt không tới, ăn nó cũng không ngọt, nó ngọt tới ăn nó ngọt. Lạc quá thì ăn cũng không có hấp dẫn, mà ngọt quá thì ăn nó ngán, vừa ăn. Cô bác thấy đã à? À, không lẽ cái phim này quay vòng vòng cái vụ mà gỡ mít gì hoài sao? Đó, quá xá mũ luôn rồi cô bác. Mới nó vậy đó. Dù cho mình lấy cái giấy báo mình chấm á cô bác, chấm cho nó hết mũ thì chút xíu cũng ra mũ nữa. Tại vì mới xẻ đó, mũ lắm. Mũ trong nó gỉ ra hoài. Cái này được cái là ở vườn, thành ra mình của nhà mình, thành ra nó không có phân thuốc, vẫn ăn là nó an toàn gọi là tuyệt đối luôn. Chứ nhiều khi với cô bác ơi, mình bỏ tiền ra mình mua một món đồ mình ăn mà ngặt cái ăn vô nó còn độc nữa. Cũng giống như cái kiểu mà ngồi buồn đi buôn thì lỗ đó. Chẳng thà không ăn, chứ ăn vô mà còn độc cho cơ thể như gì ăn chi ta. Không cô bác. Cũng giống như cái người mà đi buôn bán rồi đó cô bác ơi, ra chợ buôn bán cực khổ gần chết mà còn lỗ nữa. Thôi gì ở nhà ngủ sướng hơn. Còn mình ra chợ mình mua đồ ăn đó cô bác ơi, mua mà nhiều khi mà mua về mà đồ ăn nó còn độc cho cơ thể nữa, vậy ăn chi ta. Ăn nó không bổ mà ngặt á, ăn nó còn độc thêm.
Nhưng thì nó cũng có cái gì đó nó sai sai nha. Giờ cái này chắc nửa tiếng đồng hồ à. Đã ghê chưa. Hồi sớm bữa nữa là nó dễ gỡ, cái muối của nó còn hơi cứng nữa cô, dễ gỡ. Giờ cái muối nó hơi mềm mà, nó hơi khó gỡ một xíu. Mấy cái trái mà nó ngon á, cô bác ơi, ngay cả cái sơ của nó ăn cũng ngon, cũng ngọt. Chứ không nói cái muối, cái sơ nó ăn cũng ngon đó. Mấy cái sơ này cô bác. Mấy sơ này nè. Cho em gỡ cái sơ cô. Cái trái mít mà nó ngon rồi đó, hoặc là trái mơ nó ngon rồi đó, thì mấy cái sơ này ăn cũng ngọt nữa nè. Để mình thử cái sơ này ăn ngon không nha. Nó cũng ngọt đó cô bác. Cũng ngọt á. Ngọt khoảng 1/7, 1/10 với cái muối đó. Mít này mơ thôi, mơ với mít này cũng như tương tự như một đó cô bác. Giờ nó cũng hơi giống nhau rồi, thì giờ người ta lấy mấy trái mít đó để người ta làm món này món kia, mấy trái mít mít non đó cô bác, người ta còn nấu mấy cái món đồ chay rồi đó, nó cũng hay nấu mấy trái mít non này nè. Còn mơ non này mình nghĩ chắc nấu cũng được, nó cũng tương tự. Quá wow, chín quá, chín muốn thối luôn á. Lục lọt có khi nào có con sâu nó nhảy ra không? Cho nó ngọt kiểu này mấy con sâu nó đâu có chê cô bác. Mấy sâu nó thích mấy đồ ngọt, nó tái nó nhảy vô liền. Nhưng mà được cái nó ăn cái chỗ nào có chỗ hả? Như ở mấy mép này nè, là nó chín quá nó thối nè. Còn mấy chỗ này là bị sâu ăn nè. Sâu ăn nè coi. Này cũng sâu ăn nè, sâu ăn nè. Cái này quay review chơi chứ có ơi, chứ ở vườn mà gặp mấy cái này nhiều khi cũng sợ cũng chết. Ví dụ như nhà cô bác trồng cam đi. Bây giờ mà mời cam cô bác coi chừng còn thấy ngược lên mình còn chửi con tập nữa. Tại nhà có gì thì sẽ phân ngán đó à. Nhà của bác trồng xoài mà người ta cho xài của bác, cô bác thấy hết ham rồi phải không? Người nhà mình trồng mít trồng mơ nhóc chơi, người bây giờ ăn mít ăn mơ ngán lắm. Cũng như trồng điên điển thôi cô bác ơi. Nhà mình trồng điên điển đó, bây giờ gặp mấy cái bông điên điển sợ thì chết luôn. Ăn riết ngán ngược. Còn nhà của bác mà giả sử nhà không có thì nhiều khi mình cũng muốn ăn thử. Nhưng mà ăn rồi cái ăn nhiều biết nó ngán lắm. Chim kêu dưỡng hú sùm sao cái cô bác có nghe không? Rồi gắn cái mic quay lại đây rồi chắc không nghe không? Còn bên kia là cái chuồng dê đó cô bác ơi. Bên kia là cái chuồng dê của hàng xóm mình nuôi dê đó. Chim kêu dưỡng hú sùm. Cái này mà để tới chiều hoặc là để tới mơi cô bác ơi là nó hư chân. Nó chín quá chín. Nó chín gục luôn á cô bác. Giống như mấy cái trái chuối ngày xưa nó chín gục. Mà hên cái mùa này ít mấy cái con ong vàng á cô bác. Cái mùa khô á. Mùa khô ong vàng nó nhiều. Là nó chích là mấy cái này dồi không. Còn hơn cái này là mùa nước, mùa nước nó ít nữa. Với cái mùa mưa ít, cái mùa khô nắng ha. Là mấy cái trái này dồi dữ lắm, dồi mấy cái con dồi nhảy ghê lắm. Rồi không nhìn đã ha. Ồ ngon ghê chưa.
quá mũ luôn. Mấy trái mít, trái mơ nè cô bác, mà mình xẻ mà ít bị mũ ha, là mấy lần trước mình xẻ là hái vô đừng có xẻ liền, để qua khoảng một bữa hai bữa sau á ha, có nghĩa là cái trái nó vừa chín đó, mình để gì được nha. À, nó vừa chín tới hơi mềm mềm ha, cái mình hái vô để một hai bữa sau cái bắt đầu mình hái xẻ thì mấy cái mũ của nó ít lắm. Còn mình xẻ liền ha, là cái nó còn tươi á, cái mũ nó dữ lắm luôn. À, cái này hư chín quá nó hư. Cái này thì bị chuột ăn. Cái này chuột ăn hết lộn. Cái này dành ăn với chuột. Cái hột mơ này ăn giống hệt như hột mít rồi cô bác ơi. Người ta nói cái hột mít lùi cho đó, ăn no rồi sao đó. Chỉ cho nó ăn có cái vị bùi bùi. Quá mũ. Mũ này là chỉ nữa mình lấy dầu quá cô. Dầu mình rửa ra hết. Nhưng mà ngặt cái phải ăn uống xong mới được. Còn bây giờ mà làm được ăn thức uống hay gì mà ta dầu vô cái là rồi đó. Dầu dầu hôi, tức là cái dầu lửa trắng đó cô bác, để đốt đèn. Hoặc là dầu lửa đỏ cũng được. Hoặc là không có rồi lấy dầu gió cô bác, dầu gió xanh á, tha cũng được. Nhưng mà nó hao thôi. Nhưng mà lâu lâu ăn lần giả sử dính tay thì lấy dầu gió xanh là tiện nhất. Dầu gió xanh tha rồi chùi cho nó sạch là ok. Cũng giờ hết rồi. Chín quá chín rồi. Chín ruột luôn. Chắc nó rụng đâu một hai bữa rồi của cá đắng thì nó già hết rồi. Bữa hổm rụng một trái rồi bỏ luôn của làm biến lụm. Rồi cái bữa nay mà sẵn mình lụm để mình quay phim á cô bác ơi. Nó lụm để nó màu mè nó quay phim. Cái bữa hổm rụng trái kia rồi biến lụm mà bỏ thì nó thúi. Đã ghê chưa. Xong. Ủa, còn bên này mấy muối nữa nè. Giờ hết này luôn nha. Ý, đã chưa. Xong rồi, còn muối hai muối nữa hết rồi. Hết chưa? Bỏ nó phí của trời. Rồi đó cô bác ơi, xong rồi đó. Rồi tay chân gì sao mà cầm vô cái máy quay được. Cô bác thông cảm nha, cái này chắc kết thúc luôn quá. Chứ cầm vô máy quay cái rồi nó dính tùm lum hết trơn sao. À, mình được nhiêu nè. Cái này chắc khoảng nửa ký đó, vô phim không biết cô bác thấy nhiều không. Cả một cái găng tay nè. Cái này quảng cáo sản phẩm nha. Đó, đi gần vô chút xíu nữa cô bác xem nha. Trời ơi, cái máy quay trên này, tại giấc này nhìn ngược cái máy quay cô bác đứng đằng trước quay gì không được. Đó.
không cô bác, nhìn đã không? Cái này chắc khoảng nửa ký á cô bác. Nếu mà hết cái trái này mà thật sự mà nó không có bị thúi bị ấy chứ, thì cái trái này từ ký ngoài 2 ký. Nhưng mà nó thúi nhiều quá rồi. Với mình bỏ nhóc trơn rồi quá. Lấy mớ nè. Tùm lum tà la trơn nè. Lấy mớ à. Đó. Cái này thì bỏ vô cái ngăn đá đó cô bác. Là mơi là nó cứng ngắc à. Đá nó đông cái lớp ở ngoài đó. Cái mình ăn là y chang như mình ăn kem vậy đó. Nó cứng mà ở trong nó ngọt ngọt khó khăn bỏ cho vị chứ. Mình ăn là toàn vị không đó. Còn để cái ngăn lạnh ở dưới thì nó hư. Trừ khi là để trong bọc. Mà để ngăn lạnh ăn thì nó đâu có ngon. Để ngăn đá. Cái bắt đầu nó đóng đá xung quanh cái cục này nè cô bác. Đó, ăn đá mà ăn cứng cứng mà nó sột sột mà nó lạnh lạnh. Rồi. Vậy là video của mình tập 2 của mặn thịt em tới đây kết thúc luôn cô bác ơi. Nói gì chứ không biết đặt cái tựa đề là cái gì. Đó, rồi chắc này vô nấu cơm tranh thủ. Chắc này không dám cầm cái máy nữa. Để cái máy ở đây luôn. Rồi. Cái máy còn quay không? Còn quay. Coi kỹ để nó không còn quay chứ kỳ lắm. Rồi. Vậy là mình ngưng ở đây nha cô bác. Rất cảm ơn cô bác đã xem tới cái đoạn này luôn nha. Rồi. Bấm ngừng nữa coi.